Em tiếp tục nhượng lại cho các bác nào có bức tranh này. Bức này là em cũng đặt để em treo cái phòng này này. Nhưng mà được ông bạn ông ấy vẽ cho hết kín rồi, chả chỗ nào treo. Nhượng lại cho bác nhé. À, đây là bức tranh được làm bằng từ đá quý. Từ đá quý hết ạ, tất cả làm được bằng từ đá quý. Và đều có tem phiếu kiểm định hàng đá quý trên này rồi. Con này nếu các bác đến những cái điểm bán tranh đá quý hoặc ở những cái nơi bán tranh đá quý này, hoặc ở một số hội chợ họ giao giá những bức này nó phải có tầm 40-50 triệu. Tầm 40-50 triệu đấy. Đây là bức tranh đá quý em bảo các bác này. Đây là chứng thư giám định đá quý này, giám định đá quý về cái bức tranh này. Đây, bức tranh đây. Đây cái bức tranh này các bác nhìn nhá. Đây thì nó là bức tổng thể của cái này đây. Đá quý. Thì đối với bức tranh này thì nó có kích thước này. 1m20 là cái chiều cao này. Chiều cao nhé, các bác nhìn nhé. Em ơi, bỏ kích thước đi. 1m20 là chiều cao, nhưng mà đây là người ta là ghi được kích thước lòng tranh với cái lòng bên trong này này, còn cái khoảng hơn 10cm bên ngoài này khung tranh không tính. Thì đây em đo lên cho bác này, cái thước này của em là tròn 1m đúng không? Cái thước này của em là tròn 1m thì họ đang ghi đây là 1m20 nhân 199 này. 1m20 này, cái thước này của em này 1m này đến đây này, đây này. Chỗ này lên đến 1m48 rồi nhé, được chưa? Chỗ 1m20 này lên gần 1m50 rồi nhé, gần 1m50, được chưa? Hơn chưa 40 rồi, được chưa? Còn cái kích thước là 199 này thì bây giờ nó phải lên xem nào. 199 gần 2m đấy, thì bây giờ xem nào, em đo lại cho các bác, để cho các bác xem. 199 này, 1m này, 2m. Nó lên thế nào, 2m còn bao nhiêu nữa, nó lên đến tận 2m hay mấy thì vậy, 2m 25, nó lên đến 2m 26 rồi nhé. Đấy là em phải báo trước là họ đang báo ở trên kia là cái chiều cao của cái lòng tranh là từ dưới chân lên trên đỉnh, họ chỉ tính cái lòng tranh thôi. Họ đi họ kiểm định đấy, là họ kiểm định những phần nào có dán đá quý họ kiểm định thì là 1m. Nó họ kiểm định họ thông báo là 1m20, nhưng mà đấy là trong lòng tranh thôi, còn tổng của con này thì nó quá cao thì em vừa nói cho bác rồi đấy. Còn nó ngang này thì nó 2m 25, chiều ngang 2m 25, được chưa? Chiều cao của nó lên 1m4 mấy, là gần 1m50 rồi. Bức tranh này rất là to. Thì đây ở trong này là kết quả giám định này, kết quả giám định này. Các loại đá quý được gắn trên bức tranh này có bao gồm này, có đá ruby đỏ này, đá ruby đỏ là đây, là những con ngựa này, đây tất cả toàn bộ đây là đá ruby đỏ, đấy, bên này đá ruby đỏ này, và tất cả những hoa, những bông hoa trên những thân cây này, đá ruby đỏ. Đấy. Thì em quay gần cho các bác nhìn đây, đá ruby đỏ đây, được gắn tại đây, tất cả đều là được làm bằng đá quý nổi hết, nổi tất. Tất cả đang làm là quý thiết. Đây thì cả những chân ngựa thạch anh trắng rồi là hồng rồi là càng xích. Nói tóm lại tất cả bức tranh này đều được đây, đều được cái con ngựa nhá, đều được làm bằng đá quý các bạn, đều được là gắn đá quý chứ không phải vẽ gì cả. Đấy. Em để cho các bác bức tranh này có giá, để cho các bác là 16 triệu bức tranh này. Để bác bức tranh này em quay gần cho bác nhìn nhá. Đây này, bác nhìn tất cả những cái thân cây nhé, nhìn nó rất là khôn, bức tranh nó có chiều sâu, bức tranh nó có cái chiều sâu cực kỳ này, rất là bức tranh cực kỳ có chiều sâu này. Bác nhìn cây thì rất đẹp, em quay gần vào thì bác nhìn thấy là có đá này, nhìn này, đấy nhá, quay gần vào các bác sẽ nhìn thấy này, đấy, nó là những viên đá quý xếp vào, được chưa? Tất cả đều là những viên đá quý xếp vào. Vào. Thì trên này nó gồm có đây 1 2 3 4 5 6 7, nó tầm chục mẫu đá. Đấy, đây là thư giám định này, chưa, tầm chục mẫu đá.
À, để cho các bác cúc chanh này là 16 triệu, 16 triệu cúc chanh này. À, chiều ngang các bác chú ý hộ em vừa đo bằng thước ấy, chiều ngang của nó đây. Các bác nhìn viên gạch thì nó ra luôn này. Gạch này em là gạch 80. Thì cái đầu này nó thò ra kia 10 phân. 80 này, 28 16 này. 16 này. 38 24. 38 24 đúng 3 viên, 38 24. Thì dồn nốt cái viên nửa một đoạn kia sang đây đây thì gần hết một viên. Đấy. Chiều ngang là 22 m. 2 m 25. Chiều ngang là 2 m 25 chứ không phải 22 m. Chiều cao nó gần 1 m rưỡi. Bức tranh này treo phòng khách thì quá đỉnh khủng. Đấy, lý do tại sao em nhượng lại cho bác bức tranh này. À đây, các bạn vẽ cho em, các bạn vẽ cho em cả một cái Tây Bắc đưa về đây rồi. Không còn chỗ để treo nữa, nhượng lại cho bác 16 triệu. Còn bác cứ tham khảo, nếu bức tranh đáng quý này các bác đi tham khảo đi. Nó không ít tiền thôi. Không ít tiền. Tất cả đều cái chứng thư giám định này của nó đi theo tranh luôn đấy. Đi theo bức này. Với bức này nó giám định thì hình ảnh tất cả nó đây rồi, chứ không phải lấy cái bức này đặt bức khác được. Được không? Để cho các bác ra bức này 16 triệu.